đâu? Sao đấy? Tuột ốc á? Tuột chỗ nào? Hả? Tuột chỗ này đây. À, tuột cái bánh nhà. Rút ra được à? Ôi, bay ốc rồi. Thế cái bay cả lắp cả ốc kìa. Bay cả lắp cả ốc luôn. Tập bao giờ mà bay thế này? Hôm qua mãi. Hôm qua hai chị em rủ nhau tập à? Gần 6 rưỡi gần 7 giờ. Ôi dồi, thế tối quá không tìm thấy à? Không. Nhưng qua tập ở đoạn nào? Đây gần mái trên này. Ra đường to này. Đường to á? Thế dắt ra tìm đi. Đi ra tìm đi. Thành đi đường nhìn nhá, cả ba người cùng nhìn. Cái này hôm nào phải mượn cái để vặn chặt nó vào. Tìm thấy vặn chặt nó lỏng quá. Trước là vặn mà không vặn chặt nữa nó. Tuột mấy lần. Ông toán xe này của ai đây? Hả? Mượn thì của ai? À. Mượn con và chị gái. À. Cô đi xe này không? Tập buổi nào xe này chưa? Chưa. Thế mượn làm gì? Mượn để tập nhưng hơi cao à? Con này nếu cho chị gái đi tốt. À. Ba gái thì đi nào. Cô dặn tắt đi. Chị gái nếu mà đi được mua xe này đi ngon này. Đúng không? Đi xe này thì ai đi xe của Thành? Cô Tuấn ra xe của Thành nhé. Chị gái đi đi, chị gái đi trước nhé. Đó. Đấy nhá, đấy như đường nhìn nhá. Xem nó rơi vào nhặt. Chị gái này nạp đi. Rõ đi. Đâu? Hả? À? Ôi giời, biết đi rồi thì đường nào chả đi được mà cứ phải sợ. Thành đứng con nào con? Bật cái dép lên lòng xe ấy. Tháo lòng xe đó phải bắt con cầm. Ôi giời. Đạp lên ngồi lên. Ôi, ra ngoài đi. Chết cười với dàn diễn viên điện tử. Hôm nay là cô Toán phải đi được ấy nhá. Hôm nay mà không đi được nữa thì thôi đấy. Hả? Hôm nọ tối vô ích đây à? Úi dồi ôi. Phi thẳng vào bãi lúa. Người toàn bùn à? Mấy bà này ham quá tập cả tối. À. Có quyết tâm đấy. Ok. Để ý nhìn đi, nhìn đường đi. Chị gái nhìn đường nhá, xem mà nó rơi chỗ nào nhá. Khó lắm bây giờ. Mấy bà ấy tập buổi tối. Trong thì không phát hiện ra nó rơi đoạn nào. Đấy, tìm như mò kim đáy vậy. Đi, vừa đi vừa ngó. Thành vừa đi vừa nhìn đường nhé. Đấy, đạp luôn này. À đi rồi thầy. Đá cái vòng đi. Tuột bánh rồi. Tuột bánh rồi. Nó bê ốc rồi, cứ đạp đi, đạp nguyên rồi đi. Cố lên. Hả? À? Thấy rồi à? Úi dồi. Dàn diễn viên điện tử. Đâu hôm qua tập đến đoạn nào? Tập đến đoạn nào để đi từ đoạn đấy quay lại để con tìm ốc yếc xem mà. Đấy bà gái đạp vào đây. Đấy.
Đấy, bà gái đi thì phải mua xe thế này đi này. Ngon đấy. Ai à, thấy giờ bà gái bà đảm ngon chưa? Đi xe màu hường luôn nhá. Được. Ai à, ngon đấy. Đấy, cô Toán đi được đấy, đạp đi. Rồi, thành công rồi, bà Toán đi được rồi. Thẳng cơ lên, cô Toán đi được rồi đấy. Ngon đấy. Cô Toán đi được rồi. Đâu đây tìm. Đi đoạn nào để tìm đi đấy. Hả? Đến đây thôi gì? Đi từ đây quay lại nhìn xem ốc biết ở đâu. Bà Toán đi vào đây. Hả? Đi vào đây. Nó được 3 vòng đây. Ngó đi, vừa đi vừa ngó nè. Đấy, bà gái đạp xe màu hường áp phết đây. Đi đi, ảnh hưởng gì, đạp đi, cố gắng lên. Ngồi hẳn lên Yên đi. Ngồi đi Yên. Ôi trời, ngồi lên Yên đi. Đạp nửa vòng nó vẫn được, hiểu không? Làm gì mà chân ngắn thế. Đấy đây, tới đây, ai mà không tới. Ôi trời ơi. Ghi bà Toán vào đi được rồi kìa. Được rồi, cuộc đời thay đổi rồi. Bà Toán đạp được rồi, biết đi rồi đấy. Ngon rồi đấy. Đúng là sau vài lần ngã là cuối cùng thì Hoàng Hiền cũng đào tạo được hai diễn viên điện tử đi được xe đạp. Còn ông Đông Chí Hon thì ông ấy cóng cơ, ông nắm đi. Ông lấy đầu hàng số phận. Ui rồi bà Toán mới đi rồi đấy, cứ đạp mạnh em đừng sợ. Tình huống gấp thì bó phanh. Ô nào đây, cao quá. Cao gì, xe kia đi được, chị phải đi xe này chứ, ai đi xe chỉ con. Ngồi yên đấy, ngồi yên. Đấy được, đạp đây. Hai diễn viên điện tử. Đoàn diễn viên. Bộ Toán này đi ngon rồi đấy. Thẳng người đi rồi. Nó cũng nghiêng nghiêng người. Đi vào mắt. Rồi. Bộ Toán đi rồi. Đấy, bóp phanh nào, bóp phanh. Tình huống gấp cứ bóp phanh. Đuổi theo bà Toán nữa nào. Ôi dồi. Lao đấy làm gì. Ôi dồi ôi. Chết quầy. Quê hương yên bình không ạ? Quê hương anh có dòng sông Lam uốn lượn quanh ôm chặt núi Hồng. Vì quê anh nghe mẹ vòng ra đây ông chó cắn đây. Bà Toán là vỗ ếch phát đây, phi thẳng lao thẳng xuống này. Diễn viên điện tử. Đấy, đạp ngon đấy, được. Ok, 10 điểm. Được. Đấy, thế có gì đâu. Cứ lấy thăng bằng mà đạp đây. Cứ đạp mạnh lên. Cứ phi lên trên lại quay lại nhá. Cứ đi đi, phải đợi. Nào, diễn viên điện tử thứ hai. Nào, cuộc thấy cuộc đời sướng chưa? Sướng cuộc đời chưa? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Phải về cái mức ốc khác vặn vào. Này. Đập máu quá, bay hết cậu. Ngồi tặng người đập thẳng cứ vì nghiêng nghiêng đi. Đi được rồi đi, cứ bạo lên tí em nào. Bạo như bà gái cứ phải sợ mới sệt chứ. Chỉnh cái tay ra ngoài. Đạp đi. Hết vòng đi.
diễn viên điện tử. Rồi. Chào các bác nha. Chào bác Thành. Chào các bác ạ. Ừ. Con tên là gì? Con tên là Thành ạ. Ừ. Mắt còn sao kìa? Mắt con sao sáng này? Bị chảo ạ. Hả? Bạn chảo ạ. Bạn trêu à? Vâng ạ. Ôi dồi, bạn gái à? Vâng. Ôi dồi, trêu bạn gái thì bạn ấy cào cho à? Hả? Ừ. Ôi dồi, ôi. Các diễn viên điện tử đang hăng say tập luyện các bạn. Chị gái đi ngon, về đang cho chị đi xe có cao hơn. Đó. Cô Toán thì đang bước đầu đi nhưng vẫn đang hơi nhát nhát tí, nhưng mà bạo hơn tí nữa. Bạo như bà gái là đi ngon đấy. Lọ là mấy diễn viên điện tử này dụ nhau hôm qua tập chiều chiều tối đấy. Bay ốc bánh như lúc nào không biết, nay tìm chả thấy đâu, để về kiếm cái ốc nào cho các diễn viên điện tử lắp lại tập. Đấy, thế là về cơ bản là rất là mừng cho bà con rồi. Bà con đã đi được xe đó. Cuộc đời đã sướng bao nhiêu đó. Nhanh nhẹn hơn, đi đâu có thứ dễ dàng hơn đó. Thuận tiện hơn rồi đó. Còn chữ nữa, học chữ là tuyệt vời. Học chữ thì cái buổi đầu cũng nọ các bác thấy nè, các bác xem video trước các bác thấy là chị gái thì học rất nhanh đó. Hoàng Hiền cũng bất ngờ đấy, bởi vì là chị gái thì bình thường thì rất là chậm đấy, không sáng tác cái việc được, mà chỉ đâu anh đấy, bảo gì làm đấy, mà đọc bảng chữ cái rất là nhanh, rất là ghi nhớ, tập trung đầu đấy. Ông Đông đi Hon thì rất chậm, cô Toán đi Hon thì đỡ hơn một tí đấy, nhưng mà về cơ bản chung thì là chị gái là nhanh nhất, rất nhanh nhẹn. Thảo Phát đấy, rất tuyệt vời. Đó. Đây này, xứng đáng lớp trưởng ấy, xứng đáng lớp trưởng. Lớp trưởng học giỏi đấy, lớp trưởng ạ. Đi đi, cứ đi đi, tập đi, đi rồi sẽ tập vào việc, cố gắng đi cao một tí chứ. Tập đi, tập ngon lên. Thực sự các bác, khi mà đào tạo các diễn viên điện tử này thực sự là mất rất nhiều thời gian. Đấy, về xe thì buổi hôm nay cũng là buổi thứ 5, thứ 6 đấy, buổi thứ 6 rồi thì phải. Đấy, các diễn viên điện tử là nó tập rồi. Còn về chữ thì chắc chắn là rất nhiều, mất nhiều thời gian. Bởi vì là lão của bà con là, ví dụ như cô Toán là gần 50 năm cuộc đời không nghĩ gì đến cái việc đấy, học hành tính toán đó, cũng không học, không biết. Chị gái mình Đông thì cũng đều 40 đấy, 40 năm cuộc đời nó phẳng lì, nó không nấp nhăn, học rất khó đấy. Chị gái thì buổi đầu thế, nhưng mà buổi hai chả biết như nào đấy. Về cái phần tiếng Việt thì khả năng là nhanh, nhưng mà nếu mà để tính thì khả năng là lại là chậm. Bởi vì này, mấy lần các bác nghe chị ý tính không biết tính đâu, không biết là đào tạo có nên cơm có nên cháo gì không. Thực sự Hoàng Hiền rất là tâm huyết, rất là trăn trở với những bà con nghèo để đi đến những cái quyết định hết sức táo bạo. Thực sự là táo bạo, dám nghĩ dám làm, giúp đỡ cho bà con để bà con bà ấy có những cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Đó. Các bạn bình thường thì đúng là bây giờ thì thế giới 4.0 rồi, nhưng mà thấy bà con quá khổ quá. Đó. Xin chào bà Thế nhá, cháu tí nữa. Vâng. Đào tạo dàn diễn viên điện tử. Nhà chú Tuyên, chú Mười còn bãi cỏ tốt thế, mỗi nhà lựa tốt lu
Đấy, thằng bò bê thì nó mới thế tí. Mạnh dạn lên ơi, phi mạnh lên giờ đi. Đạp mạnh lên, chỉ như cái đường này. Đi dòng. Đấy, đạp ngon này. Cứ đạp đi. Đi được xe cao thấy chưa, thấy chưa? Sướng không? Ôi giời ơi. Đạp mạnh lên nào. Có chân lên. Đấy, đạp đi. Đạp mạnh cái chân lên. Ui giời ơi. Đi rồi rồi đây, bạo dạn lên, đạp mạnh, cứ phi thì... Có tình huống nào được hãm thì bóp cái phanh lại là được, ngò cái gì. Thẳng cái người lên, vẫn nghiêng ra bên phải làm cái gì. Anh à. Anh cổ vũ hòa toán nghe. Cổ vũ đi, cổ vũ. Ba toán cố lên, nhanh nhanh. Cố lên, cố lên. Một tuần cứ đi liền đấy không tập được. Vâng. Mấy bà tập cả tối. Căn bản là mới đi là nó sợ là gây tay, nhưng mà dần dần nó quen thì có thể đi được thế rồi. Vâng. Thẳng cái người lên đây. Cánh đồng ngô quê hương đang lên rất tốt, bà con đã vun rồi. Đây nhà cô Toán trong kia. Nhà cô Toán việc thay đổi 200% rồi, chứ không phải 100% nữa. Hoàng Hiền vẫn nhớ là cái ngày đầu tiên Hoàng Hiền xuống thăm nhà cô Toán đi hòn này. Đấy, là lúc mùa lúa đang chín, bãi lúa ở đây. Đấy, cùng anh Đông đi hòn vác thùng mì tôm ở đây. Đấy, đi theo con đường đất này. Đấy, đường đất vào trong nhà cô Toán tí hòn này. Đấy, lúc đó thì chưa có bờ rào, cây cối với nhà cô Toán vẫn đang sùm, vẫn còn mấy búi chè đấy. Đường bê tông chưa có, ba mẹ con đang chặt cụi ở đấy. Nói cô Toán thì hỏi gì nói như nhí, nói bé xíu xíu luôn. Hai con không tìm hiểu về gia đình thấy là quá khổ. Chồng thì mất sớm, mất đúng vào cái ngày ngày mà mùng một Tết quá. Quá khổ. Sáng ngày 29 Tết cả gia đình đang vừa thức dậy, buổi sáng thức dậy rất hào hứng để chào đón một năm mới. Đang gói bánh, cô Toán đấy đang luộc bánh thì chồng của cô ra cái chỗ bờ rào rồi. Đấy, chỗ bờ rào mới xây, chỗ cây xoài to to à. Đấy, chuẩn bị là luộc bánh thì là chú bị tai biến ngã đấy, cả gia đình ra là đưa đi bệnh viện. Đến sáng mùng một Tết thì là chú không qua khỏi. Đấy, đấy thì ngon đấy, được đấy. Đó, cố gắng đấy, thành công rồi cháu. Ơi, ok, xin chúc mừng. Xin chúc mừng dàn diễn viên điện tử, phấn khởi quá. Lao với em ấy. Thì đi ở giữa đường ấy, biết đi rồi đấy, ngon đấy. Cứ chỉnh ở giữa đường ấy. Đến ngày hôm nay thì các bác thấy là về gia đình nhà cô Toán tí hon thì là đã ổn định rồi. Đấy, gần như đầy đủ hết mọi thứ. Đường bê tông đẹp có, vào tận nhà, bờ rào xây kín, máy giặt, tivi, lợn bò, chuồng bò, nhà tắm, kệ tivi, đầy đủ hết. Nhà chị gái thì các bác, các mạnh thường quân cũng giúp đỡ. Đó, bò, lợn, sơn lại nhà, đấy, mua tivi. Đó,
cũng đã thay đổi rất nhiều. Con người cũng đã nhanh nhẹn bao nhiêu, tác phong nhanh nhẹn bao nhiêu, bé Thành cũng ngoan bao nhiêu, học cũng khá bao nhiêu rồi. Đấy, rất là mừng cho bà con. Đấy, cố gắng học tập cho tốt con biết chưa? Vâng ạ. Ừ, ngoan rồi nhá. Vâng ạ. À, quyết tâm nhá. Vâng ạ. Nỗ lực nhá. Vâng ạ. Ừ, không lười học đâu biết chưa? Vâng ạ. Để không chịu bạn nữa nhá. Vâng ạ. Bạn nó cào cho biết chưa? Vâng ạ. Ừ. Nhớ chưa? Vâng ạ. Không được trêu bạn gái nữa nhá. Vâng ạ. Ừ, trêu bạn là bạn cào cho sát má, sau xấu trai ấy. Vâng ạ. Được chưa? Vâng ạ. Ừ, này hôm nào bảo mẹ mấy nghệ bôi vào. Được. Vâng ạ. Ừ. Trời ơi. Ô. Chạy vào xem mẹ vào toán đâu mà mãi không ra. À đây đây đây. Tưởng ngã vào rào. Đạp mạnh thế nào. Nhìn được giữa đường này. Cứ đi giữa đường ấy. Đang tập đi cứ đi giữa đường. Rồi. Đốt. Úi giời ơi. Cái phanh như là bóp cái phanh vào cái phanh chân nó lúc mất chân đấy. Đạp mạnh vào đây. Đạp vào giữa đường ấy. Thẳng cái người lên cứ nghiêng nghiêng bên phải kìa. Ui giời ơi. Hả? Sao cô cứ nghiêng đấy làm gì? Nó cứ nghiêng bên phải làm gì? Đi được rồi đây. Đi được rồi đây. Đi được rồi thì đạp nghiêng nghiêng, nghiêng đạp mạnh lên. Đạp hết cỗ rồi nào. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Dàn diễn viên điện tử. Đây Thành nhé, cho mình ngồi nói chuyện các bác tí. Ừ. Đây. À. Đây. Đây, tập sự các bác tí. Ừ. Rồi. Chào các bác đi. Em chào các bác ạ. Ừ. Con đang đi đâu? Con đang đi... Đi... Tập xe. Tập xe. Với ai? Với chú Hiển ạ, với mẹ. Và ai? Bạn ạ. Ừ. Mẹ biết đi chưa? Mẹ biết đi rồi ạ. Ừ. Bọn Tám biết đi chưa? Rồi ạ. Ờ. Con có mừng không? Em có ạ. Thế giờ này có ngoan không? Em có ạ. Cái mẹ không? Không ạ. Chắc chắn chứ? Vâng ạ. Ờ. Chú hỏi vẫn còn cãi hay sao? Con không thề con không cãi ạ. Con thề là con không cãi à? Vâng ạ. Chắc chắn không? Chắc ạ. Bao nhiêu phần trăm? 100% rồi ạ. 1% á? 100%. Vâng. Ừ. Thế là đã chịu có học bằng hiệu chương chưa? Rồi ạ. Con thuộc chưa? Thuộc mà hôm qua cô sẽ học. Thuộc rồi gì? Vâng. Thuộc cái bảng mấy rồi? Ừ? Con thuộc cái bảng 4 rồi ạ. Bảng 4 á? Vâng ạ. Ui dồi ôi, tận bảng 9 rồi sao con thuộc mỗi bảng đấy? Hả? Bảng 4 là chưa được. Bảng 5 chưa được à? Thuộc. Ừ? Thuộc bảng 5 chưa? Chưa bằng năm. Ôi giời ơi. Nghe chưa được, phải về học đi. Vâng ạ. Nhá. Vâng ạ. Bằng 4 thuộc hết rồi gì? Vâng. Chú hỏi nhá. Vâng. Ừ. 6 x 4 là bao nhiêu? 6 x 4 bằng 24 ạ. À. Bằng 24 cũng được không? Không ạ. 24 không phải à? Bằng 24 ạ. 24 mới đúng. 24 là không phải. Không. Ừ. 24 với 24 là 1. Được chưa? Vâng. Ờ, đều phải hết. Vâng. Nha. Vâng. Cụ Thành này. Ờ, hỏi tiếp nhá. Ừ. Thế 4 nhân 9 được bao nhiêu? 4 nhân. Nào, nhập thế nào. Hả? À. Bao nhiêu? Nhập hết cỡ này. Cho 1 phút nhậm. Được chưa? Hãy quên rồi. Ủa chưa thì con ơi. Hả? Con quên. Hả? Quên rồi á? Ồ. Thế về phải học đi nhá. Ừ. Nên là chưa thuộc rồi. Được chưa? Ừ. Ôi trời ơi. Chịu có học đi nhá. Ừ. Đạp mạnh lên, biết đi rồi đấy. Xin chúc mừng diễn viên điện tử. Xin chúc mừng.
hai diễn viên điện tử nổi tiếng. À. Cảm ơn cháu Hoàng Hiền nhá. Ok, xin chúc mừng nhá. Rồi. Xin chúc mừng diễn viên điện tử. Chỉnh ra đường ấy. À. Ừ. Đào Mạnh ơi. Ngã vào nào thắng hay chưa? Chưa. Chưa ngã vào nào đâu gì? Chưa phát nào. Chưa phim dụng vào nào đâu gì? Thế được. Ngã thì dậy dậy. Ừ. Đấy. Đấy. Diễn viên điện tử. Anh hãy về thăm quê hương của em, để vương chút nắng của người xứ Nghệ, đằng chốn hương bên lỡ bên bồi. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Con gái bà ấy. Ui dồi. Đang ham lắm. Tầm này tầm đang ham. Đang tập. Ham lắm. Rủ nhau tập cả tối các bác phải biết. Diễn viên điện tử này. Quyết tâm đấy. Quyết tâm đi được xe đấy. Toàn tí hoa này. Đấy. Ai diễn viên điện tử. Cố lên. Mọi người đang zoom. Zoom sát luôn ạ. Đấy, đấy. Co cái chân lên. Ui ui, mọi gái tí đổ. Cố lên, cố lên, cố lên. Xin chúc mừng đi được rồi. Xin chúc mừng hai diễn viên điện tử. Xin chúc mừng. Đúng rồi. Đấy, xin chúc mừng. Có gì bóp phanh nào. Mọi phim dọa. Đấy, cú ác phết đây. Đấy, đấy. Phanh, phanh tay. Phanh tay chứ không phải bóp phanh chân đấy. Tay phải phanh chứ. Để vương chút lắng của người xứ Nghệ. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò ví dặm. Để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền, một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu lặng, câu thương câu đời câu chư. Thay đổi cuộc đời. À. Đúng rồi. Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng.
anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta cũng chẳng xa nhau. Trang giấy trắng đó đến nay hao gầy, vì em xa anh ra đi chốn này. Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Cố lên đi, quyết tâm đi. Đó. Đấy, đi vào đấy, đạp đây, cứ đạp đây. Rồi, ngon rồi, ổn rồi. Đấy. Đoàn diễn viên điện tử, xin chúc mừng. Quê hương tươi đẹp, cứ gặp dàn diễn viên điện tử lại vui vẻ quá, xả chỉ chết lắm. Đúng không? Zoom cho bác xem. Gái thạo hơn đấy. Úi dồi. Đạp rồi nhưng chưa biết sử dụng phanh mấy. Toàn phanh chân. Sử dụng cái phanh tay đi. Phanh này có phải bóp phanh chân đấy. À, mòn cái phanh chân chưa? Đấy, cái thằng này. Đấy, thấy chưa? Cái chân phanh để gì cứ phải giã vào cái phanh chân làm gì. Thế nào à? Phát biểu cảm nghĩ các bác. Có. Đấy, nói chuyện các bác nghe. Đấy các bác ạ, con đi được xe to rồi, con không bị ngã từ tí nào. Đặc dáng hôm qua ta bị ngã một đoạn. Khoái không? Khoái. Thích không? Thích. Hả? Thích. Ừ. Thay đổi cuộc đời chưa? Thay đổi được cuộc đời rồi. Sướng chưa? Sướng rồi. Gặp ông Hoàng Hiền nó khác chưa? Khác rồi. Nhất tỉnh rồi nhá. Đấy. Nào có tiền mua xe như này thôi, mua gì xe bé như của Thành. Ừ. Đúng không? Đi xe này chứ. Đi xe màu hường thì nữ tính luôn vậy. Đấy. Đấy. Bà dán này bà bẹ đi rồi. Đấy. Đi chứ thạo bằng chị được ý. Ừ, chị buổi thứ hai chị đi được, và toán phải buổi thứ 5 thứ 6 rồi mới đi được, như chị thì chậm hơn chị mấy buổi nữa. Đó. Nói chuyện các bác nghe. Hả? Đây. Ừ, ra đây. Ra đây. Đấy. Rồi, nhá. Ồ. Thế nào? Có nhiều cảm nghĩ nào? Thế tuyệt vời các bác. Ừ. Em sao thành công các bác. Mừng không? Mừng lắm. Khoái không? Thích không? Thích lắm. Ừ. Thích ạ. Đấy, thế sao trước không tập đi, mà phải gặp ông Hoàng Hiền dạy mới tập. Gặp thì mới tập, không gặp thì cô sợ. Hả? Cô sợ. Sợ à? Ừ. Thế lý do gì mà bây giờ không sợ nữa? Bây giờ không sợ, bây giờ có Hoàng Hiền thì không sợ. À. Xin chúc mừng nhá. Xin chúc mừng cô và chị gái đã thành công. Đấy, hôm nào mà thôi thì ông Đông đi hoàn thì ông ấy không làm đi. Ông ấy chỉ đi căng hại đi bộ thôi. Đi dạy mãi ông lọ dạy chán ông không cần dạy. Ông 10 ông dạy 5 6 buổi không đi được. Cho ông bó tay đi. Chị một lần đã bốc hôm đi em bảo chị cho ngồi đằng sau mà không đi được. Ừ. Thôi Thành dạy Thành. À.
đi đây, đen câu ơi. Hôm đó đoạn bãi núi này dắt thì trơn ngã đấy. Ờ, hôm qua là chị xoài cho đấy phát úp mặt xuống gì á. Hả? Úp mặt. Cái gì? Chống chân à. Cái gì? Không úp mặt. Cả úp cả người giống cái gì á? Úp cả người. Hả? Úp người xuống rồi. Úp người có thấy cái gì nữa? Con mẹ còn ngã đoạn này. Ờ. Đây, đoạn đây. Đúng rồi. Đây này, đoạn này này. Vô thẳng đây cái gì á? Chưa vô bãi ngô. Chưa vô bãi ngô bãi nào. Bà toán vô hai lần ở cái bãi ngô mà cái bãi cỏ kia thôi. Đây này bà toán mà bảo tối mà bà còn vô bãi lúa này. Úp cả bấn hết bùn luôn này. Hôm nào tối qua hay là hôm nào? Hay hôm kia? Tối hôm kia ôm cả bãi lúa này à? Đấy là bà. Thế mà không nổ thế nào nhỉ? Bà làm nổ à? À, dáng đây chả bùn hết người. Dàn dây viên điện tử. Quê hương đẹp lắm các bác. Nhà cô Toán thế này là đường cụt rồi các bác. Đấy, xuống đây là chỉ có vòng quay ngược lại, không có đường ra ngoài nữa. Đấy. Thẳng cái nhà mới xây xuống phía dưới là có một cái đò các bác. Đấy, nhưng mà chỉ là ít rất ít người đi. Đấy, có nghĩa là nếu mà đi thì có thuyền đi ở đường đó phải sang bên đất bên. Sang bên đất của bên bên kia, có nghĩa là xã khác. Đấy. Đấy, đấy. Này này này. Ừ. Sao? Sao chân à? Đâu? Tộc tí, bắn gì? Ừ. Cái tội. Thế sao thế mới đi được xây chơi à? Cái tội phanh có ngóc với phanh chân rồi sửa sát. Đây đây đây. Đây nắp nắp bánh. Lấy kìm lắp vào. Tháo ấy chứ. Tháo bánh. Đi đi vào. Có thể đây tìm ốc rồi các bạn. Tập điện thoại, mai tập tiếp. Không có ông Hoàng Hiền cũng cứ ra mà tập. Mang xe ra mà tập, mà đi cho nó quen. Đấy, phải tự mình. Thế cô Tú Toán hôm qua là ôn lại bài cũ học thuộc chưa? Biết thuộc hết bảng chưa? Đâu, chị gái qua đây kiểm tra phát là xem là có nhớ cái này không? Đấy, lại quên rồi. Đấy. Đâu, con đoán đứng ngoài nào. Để xem lớp trưởng, nhớ không? À, lớp trưởng từ. Lớp trưởng kiểm tra bọn này đó. Đừng chỉ vội, đừng bảo vội. A A Ơ M Cờ Đờ Đờ E E gì đây? Cái gì? Gờ Gờ Hờ Hờ E Y L, M, H. Hờ. Đâu đâu hờ đâu. Thế bà toán bà ấy bảo cái chữ L là chữ hờ đây. Chỉ lại. Chỉ lại trước chữ O ấy, trước chữ O. Từ chỗ Y đi. Y. Đây. Y. K, L, M, N. Ờ. O, O, Ơ. Đây quên rồi. B. Chị gái đọc từ đầu nè. A, á, ớ, bờ, cờ, giờ, hờ, ấy, tờ. Đờ. E, ê. Đọc lại. Lớp trưởng. A, á, ớ, bờ, là cô Toàn đứng ở giám sát. Giám sát, đứng ở giám sát. E, ê, gờ, hờ. Tiếp. I, K, L, M, L, O, O, ơ, hờ. Bờ. 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 Ok. Đấy, nha. Rồi, được. Còn ông Đông Tí Hoan không biết như nào? Ông Đông Tí Hoan chắc là cái này mù tịt. Cái này mù tịt rồi, bảo mới được. Đâu đâu mang cái ấy nè. Hai cái đi. Được không? Cậy ra nè. Đấy, được rồi.
đút vào đi. Ngựa coi, ngựa coi, đầu kia. Ui, bảo tám có cái cà lê nào không? Có cái... đây này, bạn này, xoáy không? Xoáy sâu à? Đấy, các bác sẽ xem mà dàn diễn viên tự này thay đổi từng ngày. Đấy. Hả? À? Nếu mà ở đây chả chả đi thì cứ đi bộ hết đời người thôi. Không, không ai, không ai, không ai chỉ bảo. Không. Không ai dạy. Không. Nói bằng sự thật đấy, tôi nói chân thật đấy. À. Đi được cái đi mà cái đi thôi, đến già thôi, chung lỗ thôi, không bao giờ có đi, không biết đi xe mà chữ còn không biết. Cứ đi bộ rồi. Cứ đi bộ suốt. Chữ không biết thì kệ. Không, chữ không biết thì mặc xe đi thôi, đi bộ, đi giờ về nhà về. Thế thấy gặp, thế thấy gặp ông Hoàng Hiền nó khác không? Khác mà. À, khác nhiều không? Khác mà. Thay đổi không? Thay đổi mà. À. Rất tuyệt vời. Dàn diễn viên điện tử được chưa? Có sạch chưa? Không bám ông Hoàng Hiền chứ không ạ? À? Nào. Chết lũ rồi. Ấy đi. Ăn có xe không đi chứ không biết. Ừ, lấy xoáy đi, đừng có đấy. Ừ. Có duyên thì chứ nhỉ, bà gái nhỉ? Hả? Dạ. Có duyên thật đấy. Ừ. Mình được. Có duyên đấy. Mình được giới thiệu bà Toán đi Hoan này xong rồi. Lại giới thiệu bà gái. Ừ. Xong thì bà gái và Toán mới gặp nhau, lại thân nhau. Đầu tiên là ông Đông nhỉ? Nhìn vào sớm mây suốt nhỉ? Ừ. Đầu tiên là ông Đông đi Hoan. Dạ, mình có duyên đấy. Thế nào? Phát biểu cảm nghĩ đi được xe như nào? Rất chi là tuyệt vời các bác. Ừ. Em đang thích lắm đi xe ấy. Đang thích đi đúng không? Vâng, thích đi lắm. Học đi xe là một, đi học chữ là hai các bác. Ừ. Khoái không? Thích, vâng, khoái. À. Học chữ là có lẽ là đi mua bán này, với lại đi nói kia xong bảo người ta ký lại không biết làm ký thì chết. Đi chấm thì chấm. Giờ sao phải ký nữa? Ôi. Ông nào thuộc bảng như cái đang dạy cho viết tên luôn. Ừ. Đúng không? Không được. Vặn vào chưa? Vặn vào sau cái chữ đập làm gì thì được. Ui giời ơi, mà vặn vào này, hay không phải của nó à? Phải đấy, phải đấy. Ừ. Đang vào cái này. Cái này phải kiếm cái xoáy xoáy rồi nè. Đầu óc thông minh sáng suốt ra. Thông minh chứ. Không tới tâm thông minh ra khối bà gái nhỉ. Giời, thay đổi hoàn toàn. Bà này hôm gặp đầu tiên là hai mẹ con đang bắt ấy ở dưới sông này. Ngày trước ngày đón đi đâu? Ở dưới sông này. Đây trước ngày bà gái mới lại ông Đông với bà này có ba người nhập vào gốc cây ngày nào. Người nào cũng gặp. Ngày nào người ta cũng quẳng. Gặp gốc cây là như nào? Gốc cây ngồi gốc cây đợi con. À, à đi học đi bộ gì? Ừ. À, gốc cây. Đón con. Ở cổng trường đi. Ừ. Ngày nào gặp nhau? Ngày nào cũng gặp nhau. Thì cứ ông Đông thì đi trước bà Toán thì đi sau. Nói chuyện với nhau. Rồi đến bà Tự. Đó. Hộ thân có gì về điện tử. Xa lắm. Đi rời rời mưa bão người ta có xe tôi về hết mình vẫn người đường. Ừ. Rồi đóng vào đi. Rồi khác chưa? Mỗi nữa đi được xe nhá. Phiền bầm. Chưa? Hôm nào liên hoan buổi, hôm nào đi ngon đi. Đi lên nhà Hoàng Hiền gọi Hoàng Hiền nhá. Ờ. Ra đây vào quán đi xe này. Ai nhỉ? Được. Đấy. Nào. Em là các bác xem video à các bác còn ai? Ai là trước là không đi được là nhiều người là đi đường người ta gặp là người ta coi thường đấy. Người ta khinh thường đấy. Hôm người ta đèo ông Hải ông đèo ông bảo chết thì bây giờ còn cái đời nào bây giờ còn đi bộ này đấy em. Thế bảo anh bảo em không đi xe nên phải đi bộ em biết làm nào ông bảo về cố gắng mà tập đi. Ừ, có nghĩa là các bác ai cũng muốn tốt cho mình, động viên mình để. Không có ô tô xe máy đi xe đạp chân hơn đi bộ. Đúng rồi, chính xác. Quyết tâm cố gắng nhá. Ok, thế được rồi. Đấy. Bây giờ Hoàng Hiền kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc cho con xem vào. Kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đấy. Cô Toán với chị gái là vừa nhận là sới ngô với vun ngô thuê ở ngoài này kiếm tiền. Đấy các bác ạ. Thế là các bác sẽ đón xem một cái video tiếp theo dàn diễn viên tự đi làm thuê kiếm tiền. Rồi bây giờ xin chào các bác. Nha.